Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát. Trong video này tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver cho máy in HP LaserJet B1102. Đầu tiên các bạn sẽ kết nối viên nguồn cho máy in cũng như là cáp in USB kết nối bên vào máy tính nha các bạn. Các bạn sẽ xoay lại đằng sau lưng của máy in ha. Ở phía dưới này là chỗ kết nối viên nguồn. Ở phía trên này sẽ là cáp in USB. Cáp in USB nó có hai đầu, một đầu vuông nhỏ và một đầu dẹp hình chữ nhật. Cái đầu vuông nhỏ này sẽ cắm lên trên máy in. Nó có một chiều duy nhất để cắm vào. Đầu còn lại các bạn sẽ cắm lên trên máy tính để bàn hoặc là trên laptop của các bạn. Nút nguồn của máy in nằm ngay vị trí này, bạn sẽ bấm vào đây để mở nguồn lên. Khi bạn mở nguồn lên thì bạn sẽ nghe tiếng của máy in khởi động nha. Rồi, chỗ này là chỗ để giấy. Nếu bạn sử dụng giấy in một mặt thì cái mặt cần in sẽ nằm hướng lên trên các bạn, mặt trắng. Các bạn sẽ chỉnh cái thước ôm sát vào tờ giấy để tránh cái tình trạng khi bạn in nó bị lệch xéo giấy, gây kẹt giấy ha. Rồi chỗ này là nắp đỡ giấy ra, bạn bật lên. Và bây giờ chúng ta sẽ lên trên máy vi tính và tiến hành download cài đặt driver máy in HP LaserJet B1102. Mời bạn cùng theo dõi video. Copy for Ren in Saigon. Và bây giờ trên máy vi tính thì các bạn sẽ lít chuột phải vào cái biểu tượng DPC, chọn Properties. Các bạn sẽ kiểm tra xem Windows của các bạn đang sử dụng là Windows mấy. Ở đây chúng ta có Windows 10 Home, phiên bản System Type 64-bit. Tiếp theo các bạn sẽ vào Google và gõ từ khóa là driver HP1102 Win 10, sau đó bấm Enter. Các bạn sẽ truy cập cái link đầu tiên của HP nha. Rồi, tại đây các bạn có thể lựa chọn cái hệ điều hành phiên bản khác ha. Các bạn click vào đây. Có thể là Windows, Linux hay là Mac OS. Rồi, phiên bản Windows các bạn có thể lựa chọn đây nha. Cách làm này để các bạn có thể cài trên Windows 11, Windows 8, 8.1 và Windows 7. Rồi các bạn sẽ kéo xuống phía dưới này. Thì trong này có một gói driver. Các bạn sẽ click vào chữ download chỗ này. Driver sẽ được download về máy tính của các bạn. Bây giờ tôi sẽ cắm cái cáp in USB cái đầu còn lại lên trên máy tính nha các bạn. Để biết cái cáp in USB các bạn vừa kết nối vào máy tính có nhận hay không, các bạn mở control panel lên. Nếu màn hình máy tính của các bạn mà không có chữ Control Panel này, các bạn click vào cái ô dưới này, mình gõ chữ CO là nó sẽ hiện ra Control Panel. Các bạn có thể kéo chuột qua bên này, Device and Printers, hoặc có thể mở thẳng Control Panel lên, View Device and Printer. Nếu giao diện Glass Icon thì vào đây, Device and Printer. Mình làm cách này để các bạn có thể sử dụng trên được máy tính của các bạn luôn ha. Có một số trường hợp nó giao diện hơi khác thì bạn làm theo video nó sẽ, nói chung là sẽ hơi bị lúng túng. Rồi các bạn thấy đây, Windows nó đã nhận cái phần cứng mới ha, nó nhìn thấy. Bây giờ tôi gấp cáp in USB ra thì biến mất, cắm vào thì nó nhận hiện hiện lên lại. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái driver. Bạn thấy cái mũi tên nè, click vào đây, đây driver đã được download về. Các bạn có thể click vào cái biểu tượng Show in Folder này, biểu tượng thư mục này. Thường mặc định driver sẽ được download về ở thư mục download này đó bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ mở cái driver này lên, click chuột phải lên chọn Run Administrator. Sau đó bạn bấm Yes. Các bạn lưu ý ha, cách mình làm có thể nó hơi chi tiết để dành cho những anh chị nào mà chúng ta không gành máy tính, thì khi các bạn theo dõi video này các bạn sẽ làm được.
Rồi, tại giao diện này các bạn sẽ click vào chữ Next. Rồi, bên trong nó sẽ có liệt kê ra. Thường các bạn thấy máy in mà hay có để chữ series á. Thí dụ như B1100W series thì nó có nguyên một cái series dài luôn các bạn. Thí dụ của mình là B1102 nha các bạn. Nên một số anh chị hỏi mình chứ ủa tại sao cái máy HP B1102 mà cài ra cái driver là B1100 series nha các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn cái dòng thứ hai HP LaserJet Professional B1100 series và bấm Next. Cái máy in này của mình nó không có cổng in wireless nha các bạn. Cái dòng đầu tiên có cái đuôi có chữ V kép nó là viết tắt cái chữ wireless đó các bạn. Tức là cài đặt in không dây qua cổng wifi ha. Cái máy in này không có, chỉ in qua cổng USB thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ trong giây lát, driver sẽ rất nhanh chóng được cài đặt vào trong máy tính của các bạn. Anh chị em các bạn xem video, hãy ủng hộ tôi bằng cách bấm đăng ký kênh, like, share, subscribe video giúp mình. Anh chị có thắc mắc gì có thể comment phía dưới video, tôi sẽ trả lời trong. Rồi, tới bước này thì các bạn bỏ cái tích chọn đầu tiên nhé. Nếu bạn thích chọn cái dòng thứ hai Printed Bay thì máy sẽ in ra một bản Windows Printer Set Bay. Mình bỏ chọn luôn nhé các bạn, sau đó bấm Next. Rồi, tới bước này chúng ta bấm Finish là kết thúc quá trình cài đặt driver cho cái HP LaserJet B1102. Các bạn có thể khởi động lại để chúng ta sử dụng máy in nó ổn định nhé các bạn. Do mình đang làm video nên sau đó chọn No nhé. Rồi, sau khi cài đặt driver cho cái HP LaserJet B1102 xong, các bạn sẽ lít chuột phải lên cái biểu tượng này và chọn Printer Properties. Các bạn sẽ vào trong tab Advanced, chúng ta sẽ kiểm tra lại cái driver, cái khổ giấy nha các bạn. Các bạn lít vào Printing Default. Các bạn thấy cái khổ giấy đang là size letter, các bạn lít vào và chọn A4. Các bạn sẽ lựa chọn giấy A4 tại vì Việt Nam chúng ta sử dụng giấy A4. Nên các bạn phải chỉnh lại để không bị in giật lề nha các bạn. Sau đó bấm OK. Chuyển qua tab General Preference. Rồi, size nó là A4 rồi nha. Là OK. Như vậy chúng ta đã cài đặt driver in cho HP LaserJet B1102 xong nha các bạn. Tới bước này, các bạn sẽ bấm chữ Printed Bay. Thì nếu cài đặt driver in thành công thì lúc này máy in sẽ in ra bản Windows Printer Set Bay nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc cài đặt driver cho HP LaserJet B1102. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share, subscribe, ủng hộ mình nha. Xin chào.